Vừa tới còn khoảng 17 cây nữa mình sẽ tới Đồng Văn. Ôi mệt quá. Ôi. Còn đây là cao nguyên đá Đồng Văn. Ai dưới sợi điện vậy sao chụp hình? Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn. Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch bởi những cảnh quan địa lý địa chất đặc sắc, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển trái đất, những hiện tượng tự nhiên tính đa dạng sinh học cao. Với những dân tộc trong các bộ trang phục màu sắc rực rỡ, những truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng dân cư bản địa và những sản vật địa phương đa dạng. Tất cả những điểm đặc sắc ấy bạn đều có thể tìm thấy ở ba công viên địa chất toàn cầu của Việt Nam. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành công viên địa chất UNESCO đầu tiên của Việt Nam. Không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối. Câu thành ngữ này của người Mông nghe tự hào biết mấy, bạn sẽ càng thấy câu nói này tuyệt đẹp khi đến cao nguyên đá Đồng Văn, đặt chân lên một vùng núi đá vôi hùng vĩ có độ cao trên 1.000 mét. Công viên địa chất này gồm 4 huyện Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với tổng diện tích tự nhiên là 2.356 km2, nằm ở miền Bắc Việt Nam, có trên 70% diện tích là đá vôi lộ diện. Vùng đất này là sự kết hợp ngoạn mục và độc đáo giữa những đỉnh núi cao vuông vút và hẻm vực sâu thăm thẳm tại phần kéo dài của dải phía đông rặn Himalaya, với đỉnh cao nhất là Mạc Vạc 1.971 m và hẻm sâu nhất Tu Sản cũng là hẻm vực sâu nhất của Đông Nam Á với chiều sâu vách đá lên đến 700 m. Có niên đại từ kỷ Cambrian, tức là khoảng 550 triệu năm trước. Đến nay, cao nguyên đá Đồng Văn đã trải qua 7 thời kỳ địa chất khác nhau. Du khách đến đây có thể nhìn tận mắt những dấu vết còn lưu lại trong các di chỉ cổ sinh vật học, địa tầng, địa mạo, kiến tạo, crash, hang động và đứt gãy quan trọng. Những vết tích này còn phản ánh hai trong số 5 sự kiện lớn trong lịch sử sinh giới của trái đất, là những ranh giới tuyệt chủng sinh giới hàng loạt. Cụ thể là biến cố sinh học Darwin muộn xảy ra ở ranh giới Permian khoảng 364 triệu năm trước, làm cho 19% số họ và 50% số giống cổ sinh bị tuyệt diệt, và biến cố sinh học Permian xảy ra cách đây 251 triệu năm trước, là sự kiện lớn nhất trong năm biến cố sinh giới, làm cho tuyệt diệt khoảng 90% số giống và loài sinh vật biển. Nếu bạn quan tâm đến địa chất học, bạn hẳn sẽ rất thú vị khi được quan sát ba nhóm đá trầm tích, đá lửa và đá biến chất, cũng như các đặc trưng của địa tầng, thạch địa tầng và sinh địa tầng. Đối với những người nghiên cứu cổ sinh vật học, từng vách đá vôi hãy còn ghi lại hóa thạch của 19 nhóm sinh vật cổ có giá trị như cá cổ, hệ thực vật cổ đại, động vật tai cuộn, hai mảnh vỏ, Foraminifera, san hô, Conodata, Crinoidea và động vật thân mềm, tất cả tái hiện một câu chuyện cổ về một thời kỳ xa xưa của trái đất. Không chỉ đa dạng về cổ sinh vật, cao nguyên đá Đồng Văn còn có hai khu bảo tồn thiên nhiên là khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và khu bảo tồn loài sinh vật cảnh Khao Ca. Hai khu bảo tồn này phong phú về các loài động thực vật như cây lá kim sơn dương phương Nam là một loài dê núi đơn độc và nhiều loại chim bản địa. Do đó, nơi này có hệ động thực vật rất phong phú, bao gồm 289 loài thực vật bậc cao thuộc 83 họ, hệ động vật trên núi đá vôi với 171 loài trong 73 họ và 24 bộ, có 27 loài gồm 17 loài thú, 2 loài chim và 8 loài bò sát, những động vật quý hiếm ghi trong sách đỏ Việt Nam. Nổi tiếng nhất nơi này là loài vọc mũi hét. Vọc mũi hét còn được gọi là vọc lông tuyết, thuộc họ khỉ cựu, là một trong 5 loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam. Loài vật này còn được phát hiện ở vùng núi châu Á, phía nam Trung Quốc, thường sống ở những khu núi cao hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Đây là một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới và được xếp vào mức độ nguy cấp cao nhất trong sách đỏ về các loài động vật bị đe dọa của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và Việt Nam. Loài vọc mũi hét
đã từng được coi là đã tuyệt chủng cho đến khi phát hiện lại vào những năm đầu năm 1990 và chỉ được tìm thấy ở tỉnh Hà Giang với 200 cá thể. Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi sinh sống của hơn 250.000 người dân tộc thuộc 17 dân tộc anh em như Mông, Na Chí, Bu Béo, Lô Lô, Nùng, Hòa, Giấy của dải đất Việt. Mỗi dân tộc có một nét sinh hoạt và tập tục lễ hội riêng, tạo nên di sản văn hóa độc đáo và phong phú của khu vực này với những chợ tình khâu vai, lễ hội gầu tàu của người Mông, lễ hội cúng thần rừng của người Pu Béo, lễ áp sắc của người Dao. Kể từ khi cao nguyên đá Đồng Văn được trao danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO, lượng khách du lịch đến đây liên tục tăng, người dân cũng được hưởng lợi nhờ từ du lịch. Đến nay, 100% thôn bản, trường học trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn được tuyên truyền giáo dục về công tác bảo vệ, giữ gìn di sản. Tại công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, bạn sẽ được đích thân các chàng trai, cô gái, người dân tộc hướng dẫn tham quan các di chỉ địa chất, di tích lịch sử và đến từng gia đình tham quan đời sống thường ngày và văn hóa của người dân bản xứ. Vào tháng 1, tháng 2, du khách sẽ đến với mùa hoa đào, hoa mận nở rộ khắp các triền núi. Tháng 3, tháng 4 là mùa hoa rạo rực rỡ cổng trời. Tháng 4, tháng 5 là mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang tấp nập rộn ràng. Tháng 6 đến tháng 8 là mùa trồng trọt. Tháng 9, tháng 10 bạn sẽ đến với mùa lúa chín vàng no ấm. Đặc biệt được quan tâm là tháng 10 đến tháng 12 với mùa hoa tam giác mạch. Cánh mỏng manh chuyển từ trắng sang phớt hồng, ánh tím và đỏ sậm rất đặc trưng. Tháng 12 về lại mùa cải vàng nở rộ. Cảm ơn người đến nha, mình đã có ở đây đến cục cờ là đến thăm vùng đất địa đầu tổ quốc với cột cờ Lũng Cú, đánh dấu điểm cực bắc của đất nước, cùng nhau vượt qua đèo Mã Pí Lèng, cung đường đèo hiểm trở dài 20 km, cao 1.200 m, nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc, nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Ngắm nhìn những cô gái Mông ngồi dệt trên khung cưỡi, những nếp nhà trình tường đơn sơ giản dị, những bờ rào đá bền bỉ vững vàng,